cúng mẹ, Út Cường con dâng cơm cúng mẹ, dù ngoài kia bão tố phong ba, mâm cơm cúng mẹ thời gian qua, con chọn tình ai ơi có hiểu. Vì tố vô ơn vì trong ngày giỗ đầu của cố ca sĩ Phi Nhung lại vắng mặt, Hồ Văn Cường không đến chùa để viếng thăm, trong ngày giỗ đầu của mẹ nuôi như những anh chị em nuôi khác. Theo công bố, từ ngày 16 và ngày 17 tháng 9, lễ giỗ của cố ca sĩ được tổ chức tại chùa Pháp Lạc, nhiều đồng nghiệp thân thiết như danh ca Mạnh Quỳnh, danh hài Trường Giang và những người yêu mến chị đã đến đây thắp hương tưởng nhớ, đặc biệt không thể vắng bóng của đàn con nuôi nhưng chỉ thiếu vắng Hồ Văn Cường. Do trước đây, những người thân của cố ca sĩ và Hồ Văn Cường có xít mít với nhau, nhưng gần đây, fan club của Hồ Văn Cường đã chia sẻ hình ảnh mâm cơm chay cùng thân hình gầy gò của nam ca sĩ đang dâng cúng mẹ. Đây được cho là hành động âm thầm của Cường để tưởng nhớ mẹ nuôi Phi Nhung.